Bồ Tát hành vô sở hữu bát nhã ba la mật như vậy, nên thường được đầy đủ Bồ Tát đạo, đó là đầy đủ 6 pháp ba la mật, 37 phẩm trọng đạo, 10 Phật thực, 4 vô sở ý, 4 vô ngã trí, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, an trú trong pháp không. Bồ Tát thanh tịnh Phật đạo làm lợi ích cho chúng sanh, dùng 6 pháp ba la mật để nhiếp độ chúng sanh, như dùng bố thí để dạy cho chúng sanh bố thí, dùng trì giới để dạy cho chúng sanh trì giới, dùng thiền định trí huệ giải thoát tri kiến, để dạy cho chúng sanh tu thiền định, tu trí huệ, tu giải thoát tri kiến. Bồ Tát lại dùng ba thừa giáo dạy cho chúng sanh, khiến họ được các quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, dẫn đến được đầy đủ bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo. Lần lần được đầy đủ Phật đạo, tùy theo căn tánh chúng sanh mà giáo hóa, khiến mọi chúng sanh đều được lợi lạc. Bồ Tát lại dùng các lực thần thông đi đến vô lượng cõi nước để độ thoát chúng sanh khỏi sanh tử, lại chiêm ngưỡng các cõi Phật thanh tịnh vi diệu trang nghiêm để rồi tự trang nghiêm cõi nước của mình. Ví như chư thiền ở cõi trời tha hóa tự tại, tùy ý cần đến vật dụng gì thì vật dụng đó liền hiện đến. Bồ Tát trang nghiêm cõi nước mình cũng là như vậy. Do phước báo như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ 6 pháp ba la mật, đầy đủ 5 thần thông, hành đạo chủng trí, thành tựu hết thảy công đức và sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng thọ sắc dẫn đến thức, chẳng thọ hết thảy pháp, dù là thiện pháp hay bất thiện pháp, là thế gian pháp hay xuất thế gian pháp, là hữu lậu pháp hay vô lậu pháp, là hữu vi pháp hay vô vi pháp. Do chẳng thọ hết thảy pháp như vậy mà Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ ở khắp cõi nước hết thảy các vật dụng cần dùng cho cuộc sống đều chẳng có chủ. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều bất khả đắc, nên Bồ Tát hành hết thảy các pháp mà chẳng thọ hết thảy các pháp vậy. Như vậy, này tu Bồ Đề ở nơi các pháp vô tướng mà Bồ Tát thường đầy đủ bát nhã ba la mật, luận, hỏi. Chỗ hỏi và chỗ đáp đều nói về vô sở hữu tánh. Như vậy, quan niệm của bên hỏi và bên đáp có gì sai khác nhau chăng? Đáp, mặc dù bên hỏi và bên đáp đều nói về vô sở hữu tánh, nhưng tâm niệm của hai bên có sai khác nhau. Người hỏi dùng tâm chấp mà hỏi, còn người đáp thì dùng tâm vô chấp mà đáp lại, bởi vậy nên có sai khác. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát có lợi ích gì mà phải vì chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề? Ý Ngài tu Bồ Đề nói rằng, nếu đã là vô sở hữu, thì chẳng nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề làm gì nữa. Thật ra, Ngài chẳng có tâm nghi, nhưng vì chúng Bồ Tát tần phát tâm mà Ngài đã nêu lên câu hỏi đó. Phật đáp, chính vì các pháp đều là vô sở hữu tánh nên Bồ Tát mới vì chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chúng sanh và Bồ Tát đều là không, là vô sở hữu. Như trước đây đã nói, ở nơi các pháp rốt ráo không thì chẳng có gì chướng ngại. Do vậy mà chẳng có gì chướng ngại sự phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề cả. Nơi đây Phật đã dùng tánh không, tánh vô sở hữu để phá chỗ nạn hỏi của Ngài tu Bồ Đề. Phật cũng muốn chỉ rõ cho Ngài tu Bồ Đề rằng, người chấp tướng mới nạn hỏi, người chẳng chấp tướng chẳng có nạn hỏi. Vì sao? Vì người bị các phiền não trói buộc thì nghe nói có cũng chấp, nghe nói không cũng chấp, nghe nói được cũng chấp, nghe nói mất cũng chấp, vân vân, rất khó có thể ra khỏi chỗ chấp vậy. Bồ Tát Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm có đầy đủ oai lực, dùng các lực thần thông quán biết chúng sanh, có tâm chấp sâu dày, nên dùng đủ các phương tiện, các nhân duyên thí dụ, để vì chúng sanh thuyết cho họ nghe về pháp không, pháp vô sở hữu là pháp môn hy hữu dẫn đến giải thoát giác ngộ. Do được nghe như vậy mà chúng sanh được tâm nhu nhuyến, thâm tín Phật pháp, bởi vậy nên kinh dạy rằng nếu có chấp có đắc thì rất khó được giải thoát. Những người chấp tướng chẳng có được đạo, chẳng có được quả, chẳng có được vô thượng Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề hỏi, những người chẳng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy, vô sở đắc chẳng chỗ đắc, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì người chẳng chấp hữu sở đắc hay vô sở đắc mới vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp. Thật tướng pháp tức là pháp tánh, mà pháp tánh là chẳng thể bị hoại vậy. Ví như hư không chẳng thể bị mây mù hay bụi trần làm nhiễm ô, cũng như vậy pháp tánh là rốt ráo không, chẳng thể bị phá hoại được. Người muốn phá hoại pháp tánh cũng như người muốn làm nhiễm ô hư không chẳng sao thành tựu được ý định của mình. Nơi đây Phật nêu lên thí dụ, người muốn phá hoại pháp tánh cũng ví như người ở nơi pháp vô sở hữu mà muốn được đạo, được quả, được vô thượng Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề lại hỏi,
Nếu pháp vô sở hữu tức là đạo, là quả, là vô thượng bồ đề, thì làm sao có 10 địa bồ tát? Phật dạy, vì pháp vô sở hữu nên mới có 10 địa bồ tát. Trước đây ngài tu bồ đề đã hỏi, nếu pháp là vô sở hữu, thì bồ tát cần gì phải phát tâm cầu vô thượng bồ đề? Này ngài lại hỏi, nếu pháp là vô sở hữu thì làm sao có 10 địa bồ tát? Về cả hai câu hỏi này, Phật đều dùng pháp không để giải đáp. Hỏi, vì sao trước đây Phật đã dùng pháp không để giải đáp rồi, mà nay ngài tu Bồ Đề còn hỏi nữa? Đáp, do chúng sanh tâm chấp sâu dày, khó hiểu, khó biết, nên ngài tu Bồ Đề phải hỏi lại như trên. Lại nữa, vì sao các Bồ Tát tần phát ý, khi ngài nói thật tướng pháp là rốt ráo không, điển chấp không, mà chấp không đó cũng là phá pháp tánh, nên ngài tu Bồ Đề vì hạng Bồ Tát này phải hỏi lại Phật? Phật dạy, vì các pháp vô sở hữu nên có bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát, có các quả báo đắc thần thông, đắc sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, vân vân. Do nhân duyên gieo trồng thiện căn như vậy mà làm được các việc lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến sau khi nhập niết bàn còn để lại xá lợi cho người đời sau cúng dường. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là vô sở hữu thì bố thí dẫn đến các thần thông có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy, vì các pháp vô sở hữu nên bố thí dẫn đến các thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do vì chúng sanh chấp có bố thí dẫn đến có các thần thông nên mới phân biệt nói ra như vậy. Trái lại, từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát vẫn thường dùng tịch diệt tướng, dùng rốt ráo không tướng, nên khi bố thí chẳng thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Bố thí như vậy là bố thí vô phân biệt, hay tất cả các Phật pháp khác cũng là như vậy? Bồ Tát do chẳng đắc tất cả các Phật pháp mà đến được vô thượng Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát hành vô sở đắc bát nhã ba la mật. Do hành vô sở đắc bát nhã ba la mật như vậy mà Bồ Tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại. Hỏi, vì sao ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, vì sao ở trong một niệm mà Bồ Tát được đầy đủ sáu ba la mật cùng hết thảy công đức? Đáp, ngài tu Bồ Đề từng theo Phật nghe pháp, biết rõ thậm thầm bát nhã ba la mật là tướng vô sở hữu, nên ở nơi các pháp đều thông đạt vô ngại. Thế nhưng ngài nghĩ rằng khi mới phát tâm, Bồ Tát vẫn còn nặng về chấp có chấp không, nên cần phải thử lớp hành rồi dần dần mới giải bỏ được hai chấp ấy. Đây là lý do ngài hỏi Phật như trên. Phật dạy, từ sơ phát tâm, Bồ Tát chẳng xa rời bát nhã ba la mật mà hành bố thí trì giới nhẫn nhục vân vân, nên ở nơi các pháp chẳng có bị chướng ngại, được đầy đủ các công đức. Bởi vậy nên ở trong một niệm mà được đầy đủ vạn hạnh, nếu xa giải bát nhã ba la mật thì mới phải tiệm thứ hành vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi, thế nào gọi là chẳng xa giải bát nhã ba la mật mà bố thí? Phật dạy, đó là chẳng dùng hai tướng mà bố thí. Ngài tu Bồ Đề hỏi, thế nào gọi là chẳng dùng hai tướng? Phật dạy, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát muốn được đầy đủ bố thí nên trong một niệm bố thí mà nhất hết thảy các thiện pháp. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, đoạn hết các phiền não, trừ hết các tâm chấp phân biệt, an trú nơi tâm vô lậu mà hành bố thí. Tâm vô lậu cũng là tâm vô tướng, nên Bồ Tát trú nơi tâm vô lậu đó, chẳng còn thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Do vậy mà đi được hết thảy các tướng tâm bố thí, dẫn đến chẳng thấy có tướng vô thượng Bồ Đề, như vậy gọi là bất nhị tướng. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều vô tướng, vô tác, vô khởi, thì làm sao thường được đầy đủ bố thí ba la mật dẫn đến thực đầy đủ 80 vẻ đẹp? Phật dạy, do biết rõ các pháp là vô tướng, vô tác, vô khởi, nên ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát đều được vô ngại, thường được đầy đủ bố thí ba la mật dẫn đến đầy đủ 80 vẻ đẹp. Có hai hạng người hành bát nhã ba la mật, đó là hạng Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, hạng Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn. Hạng người an trú trong tâm vô tướng vô lậu mà hành bát nhã ba la mật gọi là hạng Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Hỏi, Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn còn tham thức thân mạng mà nhẫn chịu sự đau đớn khi bị người khác đến đâm chém cắt xẻ mới là việc khó làm. Còn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thấy có thân nên dù bị đâm chém cắt xẻ cũng chẳng thấy còn có đau đớn gì. Như vậy, đâu còn là việc khó làm nữa. Đáp, Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn mà hành sáu pháp ba la mật mới là việc rất khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn đã được tâm tịch diệt,
đã thọ niết bàn lạc rồi, mà còn phát đại nguyện xả niết bàn lạc để vào trong ba cõi thọ các sắc thân chúng sanh như thân người hạ tiện, thân súc sanh, vân vân, nhằm phương tiện hóa độ chúng sanh. Đây quả là việc rất khó làm. Còn sanh thần Bồ Tát do chưa dứt trừ được tham ái nên chưa được tâm tịch diệt vô lậu vô tướng như các Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Hạng Bồ Tát này chỉ vì chấp Phật thân mà nhẫn thọ các sự đau đớn, đem thân mình ra bố thí. Như vậy là còn tham trước, còn hy vọng. Bố thí với tâm như vậy chưa phải là tịnh thí nên chẳng bằng được hạng Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn vậy. Lại nữa, phải ở nơi vô lậu vô tướng mới có thể hành đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Còn ở nơi hữu lậu hữu tướng chẳng có thể hành đầy đủ sáu pháp ba la mật vậy. Hết quyển 87.